Phân thức đầu tiên đó là x cộng 2 trên 2x trừ 1 cộng với 7. Phân thức thứ hai mà chúng ta cần tìm điều kiện xác định đó là 2 trên x bình trừ 4 trừ 3 chia cho, tử thức nào, là x trừ 1 trên x trừ 3. Phân thức tiếp theo đó là 7, 5 trừ 7x, tất cả trên x bình cộng x cộng 1 trừ đi 7 phần 3. Và cái phân thức cuối cùng trong ví dụ số 1 đó là tử thức là 4x trừ 8 cộng với mở ngoặc 4 trừ 2x, tất cả trên x bình cộng 1, được chưa nào? Đó là 4 nội dung mà đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm điều kiện xác định của các biểu thức trên. Vâng, cô trò mình cùng nhau đi vào ý đầu tiên, đó là ý A. Một phân thức có dạng AX phần BX chỉ được xác định khi mẫu thức của nó phải khác. Khác không? Đúng chưa nào? Thế thì các bạn lưu ý cho cô nào. Ở ý A thì các phân thức của nó có dạng là gì ạ? X cộng 2 trên tử này, trên 2X trừ 7, 2X trừ 1 xin lỗi, cộng với 7 ở bên ngoài. Xác định khi nào nhỉ? Điều kiện xác định khi nào? Vậy xác định này, xác định khi và chỉ khi. Ok, các bạn lưu ý cho cô này.